Em xin chào quý thầy cô. Bây giờ em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách chúng ta sẽ chia sẻ một cái file PowerPoint mà có âm thanh trong quá trình mà chúng ta giảng dạy trên Google Meet đến với học sinh. Thì đầu tiên ấy là quý thầy cô sẽ vào cái mail của mình. Này, khi chúng ta vào mail của mình xong thì quý thầy cô quan sát bên góc bên phải này. Ở mục các ứng dụng của Google thì quý thầy cô chọn cho em mục Drive. Ở mục driver này quý thầy cô sẽ tải lên cái file âm thanh và cái giáo án của mình. Đây em đã tải này. Bây giờ em hướng dẫn quý thầy cô cách tải cái file âm thanh và giáo án. Cái file âm thanh này là nằm trong giáo án của mình ấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào mới và chọn là tải tệp lên. Đây. Giáo án em để ở ổ đề bài giảng thì em vào đây và em sẽ chọn giáo án và nhấn open để tải lên. Như vậy nó sẽ đang tải lên này. Tại vì em tải rồi cho nên em hủy đi. Bây giờ tương tự như vậy, quý thầy cô cũng vào mục mới, tải tệp lên. Quý thầy cô cũng chọn cái file video này. Cái file video này là chúng ta chèn ở trong giáo án này nè. Đó, do đó chúng ta phải để rơi cái file video này ở đây và chúng ta cũng tải lên luôn. Đó. Vì em đã tải lên rồi, cho nên em hủy tải đi. Nhưng mà quý thầy cô phải đợi cho nó tải xong. Và sau khi tải xong ấy, thì quý thầy cô sẽ mở cái giáo án của mình ra. Đây. Sau khi giáo án mà chúng ta tải lên này này thì chúng ta sẽ thấy ở mục khởi động này nó có một cái video. Cái video này là chúng ta đã chèn vào khi mà chúng ta làm ở máy tính. Nhưng mà bây giờ lên trên mạng trực tuyến bây giờ thì cái đường dẫn nó không động nữa và nó sẽ không chạy nữa. Nên chúng ta bắt buộc phải chèn lại cái video này để mà nó phải chạy thì chúng ta mới chia sẻ được với học sinh. Do đó quý thầy cô nhấp chọn video này và chúng ta nhấn delete để xóa nó đi. Sau đó chúng ta sẽ chèn lại. Nhấp vào nút chèn này. Quý thầy cô chọn video và chúng ta sẽ chọn ở đây là Google Drive này để chúng ta sẽ chèn cái video mà lúc này chúng ta tải lên đây và nhấn chọn đây. Thì lúc này cái video của mình đã được chèn vào rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với giao diện lớp học. Thì quý thầy cô sẽ chọn cho em, chúng ta sẽ chọn mục trình bày ngay và chọn mục thẻ. Ở thẻ này thì quý thầy cô chọn cho em cái giáo án mà chúng ta lúc này chúng ta làm đấy. Đây, giáo án PowerPoint, giáo án này, Google này và chọn share. Đây, thì lúc này giáo án của mình đã được share với học sinh. Quý thầy cô có thể nhấp nút trình bày này để giáo án của mình được to ra. Đó. Chúng ta cũng làm giống như là chúng ta đang trình chiếu PowerPoint, chúng ta cũng di chuyển bằng dấu mũi tên hoặc là kích chuột tới với cái video này. Quý thầy cô có thể nhấn này. Đó, thì lúc này học sinh như vậy để sau khi mà chúng ta chia sẻ xong chúng ta muốn dừng thì quý thầy cô nhấn vào mục Stop Sharing và chúng ta sẽ quay lại lớp học của mình. Như vậy là chúng ta đã chia sẻ được cái file âm thanh trong cái tệp PowerPoint được rồi. Cảm ơn quý thầy cô ạ.